Được rồi, đầu trọc là tôn gái rồi, có tóc này còn tôn gái hơn thì chết. Cầm chai rượu không ạ? Đúng không? Đúng kiểu say xưa bất cần đời. Say xưa bất cần đời. Làm hai bộ anh không? Một bộ thế để đi ngủ. Một bộ như này được. Alo. Tỉnh lâu rồi. Ok. Quá quen trên màn ảnh nhỏ. Vâng vâng. Hôm nay chúng ta cùng anh trải nghiệm thay đổi kiểu tóc, xem có đẹp hơn không. Đấy, kiểu này thương gió đấy. Dán bộ tóc này lên đầu anh theo đúng khuôn mẫu mà em đã được. Đây nhá. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Đây, mọi người hãy nhìn lại phần trán này. 7 đến 10 ngày bình thường. Dạ vâng, anh Nguyễn Phan, anh có thể theo dõi livestream này để biết được kết quả của anh ấy. Ôi, để lâu quá. Dạ vâng, anh Ngọc ân lên thì chung mình sẽ được khoảng 5 ngày. Anh Ngọc ân, anh có thể tham khảo thêm bộ này để thay đổi kiểu anh. À, xin chào anh Nam Nhân Nhở nhé. Anh Di Khánh thì lúc chưa có tóc đã tốn gái rồi, bây giờ có tóc có gái tốn hơn. Tốn hơn. À, có tóc lại tốn gái nhiều hơn. Mới tạo kiểu sơ sơ thôi mà nhìn. Tóc này bình thường em đã là 100% tóc thật rồi, mà bộ này nó siêu tự nhiên. Chưa cần phải cắt luôn. Cái này chưa cần phải cắt luôn. Được rồi, đầu trọc đã tốn gái rồi, có tóc lại còn tốn gái hơn thì chết. Phải luôn chứ anh. Thế này thì lại tốn tiền các cô thôi. Nhiều gái theo quá hả? Rồi, đưa đây anh này. Chuẩn bị cái hình. Ý là mình sẽ cắt tỉa bớt làm sao nhìn gọn gàng tí nữa là quá chuẩn. Hay anh muốn để kiểu Ibrahimovic hả anh? Kiểu đấy thì này chắc chơi quá. Đây cho mọi người có thể nhìn thấy đây, cái chân tóc thì không thể nhìn thấy chân tóc luôn, không hề nhìn thấy luôn, rất là sát luôn. Thế là chính là anh có thể nuôi mỹ tóc nữa nhỉ? Nếu mà anh nuôi được tóc thì nó sẽ là đẹp. Anh nuôi lên tóc một chút là nó sẽ kiểu nó đều đấy, nó lên chân đều. Còn đây là nếu như này nhìn nó sẽ hơi nghịch ngợm một chút. Kiểu này là người hơi chất chi tí. Không, cái buộc bởi vì là nào mình nghệ sĩ hơn. Buộc nhìn với cá tính nhỉ. Chứ còn nếu mà cắt thì nó lại bình thường. Buộc cá tính mà. Buộc cá tính hơn. Phân biệt rất là. Cấp một giai đoạn. Tôi nghĩ chắc là cắt đi đấy. Cắt đi thì mình còn lấy được tạm thời mình cắt đi. Kiểu là trước còn sau. Để xem một cái bên tôi còn phải ngồi như đầu anh cũng cần phải ngồi ngồi thì rất là mệt. Để người cắt một xíu mình vuốt ngang cũng được mà vuốt ngược cũng được anh ạ. Anh có thể để những kiểu xe nát hoặc cắt này thì anh có thể để bất kỳ kiểu nào cũng thích. Cắt biệt nhiều. Bạn Nguyễn Ơi, Salon Nguyễn thì có hai địa chỉ ở Sài Gòn là số 60 An Dương Vương, phường 9 quận 5, Hà Nội là tại số 6 Hoàng Tuấn Tài.
Dán xong cái keo ạ. À. Mình sẽ dán lùi vào sâu sau một tí rồi sẽ lớp keo đi ngoài anh nhé. Xong. Anh Việt, anh xí. Vâng, em chào anh Trung Anh Lưu ạ. Dạ vâng, em đi đang có việc một tí chị nhé. Thì em đang live stream thay cho bạn nhé. Chỉ có cách lấy cô tôi mới đến được gần nó. Còn tôi chỉ là tay chủ tịch, vẫn nghèo kiết xác.